Xin chào các bạn đã quay trở lại với Quang Bò TV. Hôm nay mùng 3 Tết đó các bạn. Ăn thịt quá là ngán rồi các bạn. Và thịt heo rồi ha, thịt vịt đồ ngán quá rồi. Giờ mình đi bắt cá lồng tông nha các bạn. Mình với ông cậu đi bắt cá lồng tông nha các bạn. Đó, ông cậu đang đi giăng lưới đó các bạn. Ê, ông cậu này là ông cậu 6 nha các bạn. Ông thứ 6 tên Răng. Là ổng 6 răng này các bạn. 6 cái răng. 6 răng này. Bây giờ bắt cá lồng tông để về kho khô tiêu hay là nấu canh chua gì ăn cho đỡ ngán các bạn. Ăn thịt nhiều quá rồi. Dạ hết thấy được rồi. Các bạn thấy cái hồ không? Cái hồ đây là đó khoảng cả 100 mét đó các bạn. Mình bữa nay mình ăn cá lồng tông đi, mai mình tát hầm luôn. Cá nhỏ trước, ăn cá nhỏ trước đi, ngày mai bắt đầu mình ăn cá lớn trước nha các bạn. Đấy. Đây là một thành viên nữa là trong gia đình, đây là Dương Tư nha các bạn. Dương Tư hôm nay cũng có tham gia chương trình bắt cá đó, không biết Dương có lội xong. Mình thì mình không dám lội, mình ngại lội quá. Để mai bắt cá lóc rồi mình sẽ lội. Đấy, đang bộ lưới nè các bạn. Bộ lưới đó, bộ lưới cá lồng tông đúng không? Bà con nhảy số con đấy. Tép. À, giờ mình thấy theo cái gì lưới. Ừ. Vậy rồi. Quá trời. Mới để xuống cái nó giật rồi. Đang đi theo ông cậu nữa nha các bạn. Đấy, mình đang đi theo ông cậu nè. Đó, ông cậu tới đó nè các bạn. Đó. Mai mình sẽ tát cái hồ này nha các bạn. Vườn này của bà ngoại nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Mát. Đây là cây còng. Quá đẹp luôn. Gió thổi và trần quật lá. Cậu chuẩn bị đồ ngày ra ngày mai tát ấy. Cái gì? Ê, cái tre bên hông sau lưng cậu kìa. Sau lưng cậu có cái tre kìa. Giờ thu hoạch rồi nè các bạn. Nãy giờ dân giờ thu hoạch rồi các bạn, lẹ lắm. 50 phút là bắt được. Đó các bạn thấy ông cậu không lội không? Đó đâu có nhiều đâu cậu. Qua bên đây nè. Quên đây nè, nó mới giữ. Vịt nè các bạn. Vịt của cậu nè. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Quá trời già luôn, vịt già. Già nè các bạn. Đó. Trứng. Trứng này chắc ung quá. Ngỗng. Ba ngỗng, con gà, mít. Mít của ngoại này. Đó nó kêu. Đấy, mít đây. Con heo mít đây, quá tuyệt vời. Đang có cái sồi mát luôn. Có mấy trái ngoài kia thôi, cái sồi này không có trái. Đây, mình đem vô rồi nè, bà ngoại phải làm rồi các bạn.
làm cực quá trời các bạn ơi. Ăn con cá này không bao nhiêu hết mà cực quá các bạn ơi. Cậu thì lội quần ướt áo trình đất công ngoại thì làm một sinh sống bắt được cũng ký cá lên ăn dần chút xíu hết rồi các bạn. Quá trời còn mới đang gỡ nữa nha các bạn. Cậu nó làm cực quá các bạn, đi gỡ cái này bắt vô một thao rồi các bạn, dính lưới luôn. Quá trời luôn nè. Đó, ngoài bà làm đi, dì Tư làm đi, Dượng Tư cũng ngồi phụ gỡ đây các bạn. Đây ông cậu đó, ông cậu này dễ thương quá. Cực ăn là kêu ổng nha các bạn. Đây ông cậu đi xịt được mới cá lóc rồi các bạn. Giờ bắt đầu mình nấu canh chua ăn ha. Còn mấy mình đem về Sài Gòn bữa nào mình nấu cũng được nha các bạn. 2, 4, 6, 8, 9 con. Bữa nay mình đi xe đem về Sài Gòn chắc đi cá chết từng. Xe nào cũng được. Mình đi ra vườn mình đốn được 2 buồng chuối rồi các bạn. Chuối ở đây nhiều lắm mấy cậu. Không ăn rồi mình chặt vô mình treo đây nè các bạn. Đó. Ăn thấy hấp dẫn không? Quá ngon. Quá ok, quá ngon. Chuối vàng nghín. Quá tuyệt vời. Nhiều lắm các bạn ơi, nãy mình đi quay mấy chục buồng rồi đó. Đây nó vàng, vàng nghín luôn. Ngày mai là có thể mình bẻ mình ăn được rồi nha các bạn. Rồi giờ mình bắt cá xong nấu canh chua xong rồi các bạn, mời các bạn dùng cơm với mình nha. Đây mình nói mình ăn bên đây. Đây các bạn. Đây cá, đây cá đồng đi. Cậu đi xịt cá đồng lòng tông kho ấy các bạn. Cá lòng tông kho đi. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn với rau luộc ha. Đó, chuối nãy mình đốn vô rồi các bạn. Đây là dưa cải để ăn với thịt kho hụt vịt mình mang về với nhà bà ngoại nè các bạn. Đấy, mấy ngày này chỉ có ăn gì thôi bạn ơi, mà ngán thịt quá rồi, có dưa cá kế bên cho mình ha, chén tôm mình đi, chén nước mắm trong này thôi. Rồi giờ mời các bạn dùng với mình nha, bữa cơm gia đình có bà ngoại nha. Bà ngoại đây, rồi bà xã mình dì Tư ha, rồi mời Út, mời Sáu, rồi dì Tư, Dượng Tư, cậu Sáu đây, cái cậu đi bắt cá nãy nè các bạn. Đó, đây là vườn Tư, đây cái vườn khương mái nè. Đấy, còn vườn này nãy giờ ngủ, cái cậu này nãy giờ ngủ không à, mặt mới vậy nè, thấy không? Rồi, mời các bạn dùng cơm với mình nha. Bữa cơm gia đình. Rồi, xích vô cậu Sáu, không thấy mặt cậu Sáu gì hết trơn. Vườn Tư. Rồi mình đi nha các bạn. Mình không thể là không biết mình nha. Mình là Quang Bò TV đây. Đây mời các bạn dùng cơm nha. Ngon quá các bạn. Quá ngon. Quay lại. Quên nữa, nãy giờ con mới nhớ mà ngoại ăn cơm. Công cậu đi làm cực khổ, con ăn cái đầu được không? Rồi mời các bạn nhé. Mình không đi làm mà mình ăn cái gì cũng bự. Tội nghiệp ông cậu Sáu. Cái kho kiện quá. Ừ, anh ăn đi em. Ăn cơm không rồi. Công anh đi làm cực khổ hả? Ăn bị trốn hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có còn ngon quá. Cậu đi thiệt nào. Béo mà thịt chắc nó thơm luôn mà cực kỳ ngon. Đúng là đầu lòng. Ngon quá à. Tuyệt vời. Còn canh chua nghe. Chua ngon. Cứ ngâm canh chua thoải mái. Nấu bằng me tươi các bạn. Ốc chảo anh có nè. Nấu me. Cây me của ông ngoại trồng. Ngoại thì mất rồi, cây me thì còn ngon quá. Thảo ơi, hôm nay nghe chị ba mày nói chuyện nha Đậu. Cháu Đồng Tông nói cậu đi dân lưới. Con quéo rồi các bạn. Không biết ngán. Còn quá. Còn bia ra cái trước để ăn cái thịt kho. Ngán rồi. Cá không? Chờ chén cơm gà. Chị Tư đưa chén cơm cho Dương. Đây là đọc chùm bao nha các bạn. Ăn đi cậu, ăn đi từng đi. Ăn nhiệt tình đi, cậu ăn nhiệt tình. Là cái nhà bếp nó cũng vậy mà, giờ mình đi nó gần, nó nhỏ lặng nhà bếp kia sao đi nghe xa. Hay là để trên nhà lớn lắm với chồng á. Thôi thì chắc có lẽ đây mình xin mừng video clip đây, hẹn bạn video clip ngày mai mình sẽ làm những món ngon hơn cùng các bạn thưởng thức với mình nha. Nếu các bạn thấy kênh mình hay nhớ đăng ký ủng hộ, chia sẻ, đừng quên bằng bình luận bên dưới nha các bạn. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng nha, vạn sự như ý. Chào tạm biệt các bạn.